Một loài hoa thân gỗ quý mang cái nét đẹp rất là thuần khiết và tinh khôi, đồng thời nó cũng toát ra một hương thơm rất là quyến rũ, đó chính là những cây hoa sen đất. Vậy loài hoa này có những đặc điểm gì? Mời các bạn cùng nhà vườn Ngọc Lâm tìm hiểu qua video này nhé. Đứng cạnh đây là những cây hoa sen đất trưởng thành. Cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm 5 đến 6 mét tùy từng cây. Nó còn được gọi với một tên gọi khác là cây sen cả hay là cây sen núi. Là một loài cây thân gỗ quý, lá xanh tốt quanh năm, mặt trên lá thì có màu xanh thẫm, mặt dưới lá có một lớp lông nhung màu vàng. Hoa sen đất thì có màu trắng, bông hoa thì to bằng cái lòng bàn tay các bạn nhé. Một bông hoa thì có khoảng từ 8 đến 10 cánh hoa. Cây hoa sen đất thì thường nở hoa vào khoảng tầm tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Mỗi khi nở thì nó sẽ toát ra mùi hương thơm rất là dễ chịu. Từ khi hoa nở đến lúc tàn thì nó kéo dài khoảng từ 7 đến 10 ngày. Cây hoa sen đất thì nó cũng có rất nhiều công dụng trong cái đời sống sinh hoạt. Là một loài cây thân gỗ dễ trồng, có tuổi thọ cao, lá thì xanh tốt quanh năm, hoa đẹp, sai hoa và khi nở toát ra một hương thơm rất là dễ chịu. Chính vì vậy thì rất nhiều gia đình lựa chọn cái loài cây này để trang trí cảnh quan, khuôn viên sân vườn. Hoa sen đất thì cũng rất là thơm, ngay cả khi hoa khô nó cũng toát ra mùi hương thơm rất là quyến rũ. Nhà vườn Ngọc Lâm nhập về cái số lượng rất là lớn các chủng loại cây hoa sen đất, từ cây giống cao khoảng tầm 80 phân đến 1 mét hay là những cây trưởng thành cao khoảng tầm 5-6 mét như đầu video mình có giới thiệu với các bạn, hay là những cây cao hơn có chiều cao khoảng tầm 8 đến 10 mét vừa nhà mình đều có nhé. Nhập về số lượng rất là nhiều, đảm bảo với các bạn là cái giá thành tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavườnngoclam.com.